Đây là một ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ sự đa dạng trong các dòng nhạc. Hỏi đi em ơi. Một phút bắt đầu. Có phải Nam không? Nam, đúng rồi. Nam, rồi rồi. Có trong Làn Sóng Xanh không ạ? Có luôn. Có. Hát nhạc trẻ. Có hát nhạc trẻ. Hát đa nhạc dạng. Nên nhớ chữ đa dạng. Oh yeah. Có đẹp trai không? Đẹp trai. Rất đẹp trai. Có con chưa? Có rồi. Có hát nhạc Trịnh không? Có hát nhạc Trịnh, nhưng mà Trịnh Công Sơn phải Trịnh Thăng Bình nha. 10 giây. Đoán đi, đoán đi em. Cho những cái tên, cho những cái tên, những cái tên mà em nghĩ trong đầu đi. Quang Linh không phải Quang Linh. Đoán. 5 giây. Đẹp trai. Có con rồi. Hát nhạc Trịnh. 3 giây. Quang Vũ. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Quang Dũng, nam ca sĩ được khán giả yêu thích ở dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình và nhạc tiền chiến. Đặc biệt, anh cũng rất thành công với không ít tác phẩm nhạc Trịnh Công Sơn. Giữa lúc dòng nhạc thị trường sôi động đang chiếm ưu thế trong những năm 2000, Quang Dũng lựa chọn phong cách biểu diễn và những bài hát xưa mang nặng chất tự sự. Nhưng chính sự chân thành trong giọng hát của anh đã ghi dấu đậm nét trong lòng khán giả. Gần lại đây ngắm những thanh thang bên đời. Còn ta với nồng nàn. Các ca khúc mà Quang Dũng thể hiện thường nhẹ nhàng, trầm lắng. Những ca khúc giúp cho anh khẳng định được tài năng, sự đa tài và tên tuổi của mình có thể kể đến như Còn Ta Với Nồng Nàn, Vị Ngọt Đôi Môi, Nắng Có Còn.
Cảm ơn rất nhiều Quang Dũng đã đến với chúng tôi trong chương trình này. Hôm nay làm sao mà khi gặp lại các nghệ sĩ tự nhiên là trong tôi nó lại nhiều kỷ niệm đến như thế. Thì năm 1997 thì tôi có một cái chuyến lưu diễn với lại đoàn Sao Biển của Khánh Hòa khi đó. Hồi đấy chỉ có tôi với Mỹ Linh, với lại Xuân Hinh và cô Minh Thu. Bốn anh em cùng với đoàn Sao Biển là đi dọc miền Trung để diễn. Cái hồi đấy tôi còn đang hot. Vâng. Tôi dẫn chương trình đây. Bây giờ hot hơn. Cho nên là, bây giờ vẫn rất hot. Cho nên là khán giả đến đâu cũng đông nghìn nghịt. Và tôi nhớ là đến sông Cầu thì Quang Dũng đến và nói rằng là muốn hát nhạc Trịnh. Và cuối cùng thì anh ấy tham gia cùng với đoàn biểu diễn một cái đêm nhạc. Và tôi không bao giờ quên khi đó. Khi mà chia tay thì tôi có nhìn cậu, tôi nói là hồi đấy cậu còn gọi tôi bằng chú cơ. Tôi nói là cháu hãy theo đuổi đến cùng đi và chắc chắn cháu sẽ thành công. Về sau tôi theo dõi và thấy rất mừng, bởi vì Quang Dũng đã thành đạt trong cái sự nghiệp của mình. Anh xin chào anh Lại Văn Sâm cũng như tất cả các anh chị cùng các bạn các em. Ký ức vui vẻ là một hành trình mà tất cả những người nghệ sĩ khi tham gia với chương trình nhớ lại những cái hình ảnh con đường mình đã đi qua. Và trong giây phút này thì làm cho em nhớ là từ những năm 96, 97, thời hoàng kim của làng Sống Xanh, Ít Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa vân vân. Và lúc đó thì khi mà em vào Sài Gòn thì vẫn chọn âm nhạc của Trịnh Công Sơn, âm nhạc tiền chiến để đi hát. Những cái ngày đầu thì cái người ca sĩ luôn luôn mong là mình sẽ có được nhiều show. Mà thời đó thì bầu show là yêu cầu thôi em đừng có hát mấy cái nhạc này nữa, ở sân khấu nó không hợp. Thời đó là sân khấu một hay số, sân khấu trống đồng, phương Nam vân vân. Sau đó thì mình rất là hoang mang, bây giờ mình không biết mình hát âm nhạc trữ tình hay là mình phải hát những bài hát đương thời bây giờ. Và trong một khoảng thời gian rất là hoang mang như thế thì đúng là một cái định mệnh khi em gặp được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những câu chuyện, với những lời chia sẻ tư vấn cho con đường của mình. Và từ đó cho em được cái niềm tin, cho em được cái ý chí để mà bắt đầu từ đó đi theo con đường âm nhạc, gọi là âm nhạc trữ tình, cho đến ngày hôm nay. Và Mai Tiến Dũng, cho em chia sẻ là như thế này. Dũng đi nước ngoài, lúc đó Dũng 11 tuổi. Thì cái thời mà là Sống Xanh là anh nói là 97-98 bắt đầu là Sống Xanh nhiều phần là Sống Xanh là 97-98. Thì cái thời đó em nhớ là em rất là mê, đầu tiên là mê chị Thanh Lam. Cho nên là nhà biết em đam mê chị Thanh Lam, cho nên là cậu để dành tiền cho em đi phòng trà. Và em đã được nghe anh Quang Dũng ở phòng trà một vài lần trước khi em đi nước ngoài. Và đến khi em qua nước ngoài thì em mới định hình được là anh là cái người mà em đã từng được coi trên sân khấu ở Việt Nam đó. Trong cái mấy cái băng dĩa thích nhất, bài đầu tiên được nghe anh Quang Dũng hát mà mở hoài, một vùng mây xa bay đi tìm nhau, đó là anh đã thấy mùa xuân chưa. Dạ đúng rồi. Và sau đó thì tự nhiên cái đợt một cái làn sóng là mọi người chỉ nghe nhạc anh Quang Dũng không, là em đã sưu tầm nhạc của anh rồi. Mặc dù bảo là ôi sao mình trẻ thế mà cứ nghe nhạc Quang Dũng, nhưng mà riêng dòng nhạc của anh Quang Dũng á, khi anh Quang Dũng hát nó rất là đàn ông phải mọi người. Nó đàn ông kỳ lạ lắm, mình nghe còn thấy rất là đàn ông kỳ lạ. Mà giọng trầm, cái độ trầm của anh Dũng nó có kiểu mà anh Sâm ơi, ở đây có anh Hồ Trung Dũng nè, có Mai Tiến Dũng nè, và có cả anh Quang Dũng nữa. Hôm nay sao ba Dũng luôn vậy? Có phải ai tên Dũng cũng đều hiền, đẹp trai và tài năng không? Và anh nhớ cái lần mà em tham gia một cuộc thi ở bên hải ngoại. Thì trong cái đêm chung kết cái cuộc thi đó thì là anh là người làm khách mời. Và trong đêm đó là đêm chung kết xếp hạng, em có thi đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thế hồi đấy thì cháu thi thì cháu được thứ hạng thứ mấy? Dạ thưa chú, thì đêm đó thì lọt vô top final thì có 6 người, cháu thì lọt sàn chú. Dạ gì hết. Nhưng mà con có nghĩa là như thế này chú, bất cứ ngành nghề nào, nhiều khi mình không chọn nghề mà nghề chọn mình. Con tuy thì không được một giải, nhưng mà được lại thì là con được cái sự yêu mến khán giả dành cho con. Và từ sự yêu mến đó, con mới được bước lên sân khấu sau cái đêm thi. Đúng rồi. Để tiếp nối mà mọi người sự yêu thương như vậy thì con mới thành danh cho ngày hôm đúng nay rồi. Và đó cũng là cơ duyên mà con đã từng đứng chung với anh Dũng ạ. Chú có nhớ có nhầm không, nhưng mà hình như chú xem một cái chương trình nào đấy, tóc của con dài đúng không? Dạ vâng, và vâng, tóc dài hơn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó còn xoăn lắm chú. Đeo kính nữa. Dạ vâng, cảm ơn chú.
Và nhạc Quang Dũng xin được chia sẻ thêm là từ những ngày đầu khi mà mình chọn con đường âm nhạc riêng cho mình, thì đến hôm nay khi mà cùng tham gia với chương trình Ký ức vui vẻ, sẽ là những cái kỷ niệm. Kỷ niệm ở đây như một lời nhắn nhủ đến với những ai yêu âm nhạc, thì nên kiên định với con đường của mình. Đương nhiên với một người nghệ sĩ phải cần các sự may mắn, thì trong cái sự may mắn đó chúng ta cần có một cái sự kiên định từ những bước đầu tiên xuyên suốt để làm một hành trình mà được khán giả yêu thương và khán giả nhớ đến cái cuộc hành trình của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Quang Dũng đã đến với chúng tôi trong chương trình Ký ức vui vẻ. Và xin cảm ơn chương trình rất là nhiều.